Ta chào tình hài bom mẹ pin hồng, mời bom mẹ pin hồng bỏng cằn lên chương trình khám tay gòn đài truyền hình Việt Nam. Pin hóa rừng, phong kinh đầy xú gòn bom mẹ trụ trở nổi côn xú huyền Bảo Lạc có miên lái nét văn hóa ngân lang chăn rừng. Bưng bị kẻ ma huyền Bảo Lạc lưng lò. Vùng trời hót về bài chữ bình thầy, bưng nên văn hóa ngân lang chăn rừng gòn bom mẹ trụ trở nổi côn té lại lung. Từ tên hắn có hôm phân bài chữ bưng nên văn hóa chăn rừng gòn bom mẹ trụ trở côn rút nhị. Từ Hà Nội đi xe hơn 300 km té hát nổi cài giảm hỏi kẻ tăng trắng mặt họ tỉnh Cao Bằng lép toi cuộc lốt giảm xíp xí bởi khỏi có bảy tấm xí xíp kẻ tăng trắng mặt họ huyền Bảo Lạc vùng đỉnh nỉ bé sơn khám phá con bố huyền và cun rú Cao Bằng lại cun quả nhân bó mặt họ nỉ to nhận danh cô khẽ khỏng bởi khỏi ăn thì là phùng huyết đỉnh pu nhưng mi lại cắt khó nhưng bóng mi hủ đi về mà bách kinh tế cùng gian tăng khẩn má mi ký làng hơn cáo ké lên tăng bày gian nưng có trắng hình mi kỳ cún nhang tăng chơ phạm mượt đênh mết cỏ hình mi ó màu khèo đầm khòng ba pú đồng bờn chân hẳn có đằng o má Bảo Lạc khai mi xếp hốc xá là bón tóc hôm kiền rú gần lại chở quân mèo lô lô cánh quân rào sán trí tà va khẩn phá hứ co lung mẹ nằm bề khám cài cắt khó ra cha ăn ăn lò xiềng khắp cùng gian tăng mở khỏi má theo tăng hy trầm hà hói cải tăng có bếp sân trầm hờn pu súng ầm ẻo đèo sang đèo khó lại hong chăn có tơ bát rú tăng lằng bưng côn khành trời so sáo hót phùng đỉnh nị Bảo Lạc là huyền đình pu sùng khẳng tình Cao Bằng rú chấm men nằm gầm men nằm neo chân ngắm rú Bảo Lạc gian chơ đẩy tét tân cháu trở phiền cứ mử phiền mi hà mứ có mi phiền nưng chợ phiền rú thị trấn Bảo Lạc là hút ảnh tô ma bồng kỉnh thê rú gòng ba mê chu trở nòi quân rú phùng đình bôn nỉ cất bình bưng lên văn hóa chăn rừng rất hở lại quân chứ chầm họt cất bình khù bao sút to quân dân địa phương nhang rất hở lại khé trà hủ ba xứ rằm rú huyên Bảo Lạc chợ phiền lò hồi mi ó sòn tơ khảo nhắm mười sàm xếp khăm vườn sàm cánh mười xếp hà khăm vườn pét tái hàng bì rú bưng phiền chờ nỉ cỏ lá cắp chờ ấn lò mi lại cun xong phiền chờ nỉ lò chờ hồi cun địa phương cỏ khé là háng toán háng húng liều chờ cun ma rú để chớ Bảo Lạc còn mi chết chờ cun lò tày nùng mèo rào sán chỉ lô lô cánh số nâng chở quân ấn chở quân dần ma có nâng băng tháo rồng sở khoang chở quân chảo quân dần ma chở hàng pì vầy bỏ cằn tiền tô ăn ỉ là bưng hún ảnh khoang ải pi du đắc cằn ma tập hôm vầy bỏ cằn tiền tô bản bánh lôn kiến rú hang mử chờ rú phố nói càng ỏn khoảng thị trấn các trăm mét nằm gầm mang nưng là hơn bín lằng sơ bú bưng mử chi áo hót trở phiền chu quân có phốt phòn khăn tánh hởng mưa chợ té chớp phà phí hung chơ mó mời cổ rú chu bỏm pu từng nhóm cún có bỏm cằn lung ma chợ trở phiền no về cả khai chu tàng trương khòng dệt ó tìn ó mứ bưng phác hòm ma mến nhằng là nham hở ở nón phủ những quân mèo rào lô lô nung bưng tháo rồng sở chân ngắm chờ tà viên khườn bưng tháo sở cỏ hung hơ chân ngắm cắp lại mau lần đèn dệt hở phủ những sầm khẳng nhinh hờn chờ phiền Bảo Lạc bác sút to đây lại ghé tắm phường hủ hót nhăng rú cùng múc cùng chờ khòng băng me chờ đầy súng lại chờ phiền tay mắt chầu bưng quân thảo ké bao mít chém máy trò nhang tìm ma cùng bưng mười lên ní vầy bỏ cằn lung chờ vầy bỏ cằn đỉnh môn mặc môn
Khai nì trở phiền bảo lá cỏ lá cắp cơn ní, bóc hình mi ó, cun dần ma trở non cài khân, thả hung, cánh bóng mi cun rú bố dùng, khi má lung trở. Phến giáo ẩn nằn lò bong me, cọp bày che máy ma trở, chân khòn khai có mi lại hơn. Cài trở phiền băng bì trầm nì, mỏi cuốn cỏ hủ đầy lông phên cánh bảnh nở, lông hượt gần từng mừ con bông kín đầy rú, khoảng cuốn dần chu trở nổi cuốn rú huyền bảo lạc. Bóng su to dần nặn, trở phiền bảo lạc có báo hình mi khủ chăn ngam, còn trở phiền vống sùng. Tòa nhận danh khoảng lãnh đáo địa phương cánh bản quản lý chớ, về cả khai rú trở phiền bảo lạc, cộp sòng tơ, đôi cắp trở phiền ấn. Nói về quân dân khai chú tàng trương bé dưng phiền chờ quân tày, dũ nỉ nhằng lò bón cả khai dấu nâng tàng trương đầy quân cả ma sử, dưng khảo lý, hà thu ồ, ngô quai, mù. Nền ngân hàng chăn rừng giúp trở phiền bảo lác, bốc sút to lò cả khai trương hàng nhằng là nông bài chữ nền văn hóa gồm quân tày, mèo, dạo, lô lô. Khu nỉ có rất hở, lại quân cài nằn, cài với cả khai chú tàng trưng khòng chở quân mèo cánh quân tài rút nỉ mì thể pha băng tháo sồng sở là nâng cùng di sản văn hóa quý nhất khòng pom me là khu rất hời mử chở phiền rút nỉ muôn rừng hơn là chở cả khai lai trưng rú vùng miết tài khòng tình chở phiền bảo lắc miết lại khu chăn riêng rút nỉ nhang miết lại bón khai chú tàng trưng kìn nhân lo khải phở, khải bún, té bàn mát chờ, hơn đài có trăm kỳ xếp cải tăng, hơn đắc có sao lại hót giảm xếp cải tăng, bom me, té bân giá hồng trị, cô bà, khánh xuân, xuân trường, có ma phiền chờ. Chờ tám miên tốt, lùm rú hỗ trợ ma hót là chớ quân dần có bòng căn bảy hơn. Trở phiền bé dương khủ phiên bá ứ bồng kiến đầy số gòng quân dần huyền bảo lạc. Cùng số bâng trở quân kiến rú rú bảo lạc, trở tô hót trở quân lô lô. Quân lô lô kiến rú tập hôm, mỏi láng có mi té sao hót sao hà lẳng hơn. Hơn đầy xét lò bín lằng sao bú, bín nà mát tạt vắng, dân nằn hơn cỏ khâm. Lim le no ma có bếp và bưng hơn khổng quân mèo, ha pha cho lim le chảnh thí lông kình rú, sủ dũng cùng hơn, trắng hù đầy khù lá. Sư các tù khổng má lọ ban cung sớ, đầy khoèn tép bênh máy hứa con mày sang bé và hún nà, bé sân bảo bú khổng trầu đầy cung sớ. Anh nì lò nét văn hóa riêng khổng trở quân nì. Có bé dương trở quân tày nùng, làng hơn khổng quân lô lô, lò hơn mày hư có hơn đìn sảm hòn. Hòn chính phải cung sớ bảo bú, cánh tép khé, hơn đầy dếp tem máy, chim mi té sảm hót há sầu. Bừng mày thì đầy to gấp cằn, hờ làng hơn mắn hơn. Hơn khó nhi, hà hòn, toi ngân lang khổng trở quân lô lô, lò sảm hòn. Hứ có hà hòn mang nì hở phùn hiến rú hở lú rú chơ mi khé cò hở quân nhinh tăng nì quân trai tăng nặn ăn nì lò trong khỏi lo phủ trái còn non tăng nì ăn nằn lò hít khoang không mà khỏi lu khỏi cò mi sòng hòn rú tăng nọ khé quân nhìn còn non tăng nỉ quân trai non tăng nợ ăn nỉ với dệt hở lút làn té nhăng nổi có dệt lê cúng dân nằn có tái hường các cháu một tuổi này bây giờ các cháu đã đi học cấp ba hết rồi vẫn chứ thế đấy mình không làm phá nó tự hỏng là đều cũng như
Có bét lại chở quân ấn, chở quân lô lô mi tháo sông sớ rình, cứt bình nên văn hóa ngân lang khòng chở quân. Toàn nghiên cứu khòng bức quân so giáo liêm le dần tốc Việt Nam số thế kỷ sáu. Chở quân lô lô thuộc nhóm khám phá tàng miến bòm cắt chở quân hà nhì, phủ lá, cống, lả hù, di la. Số nâng đang kham có ba chở quân lô lô, đại bàn bình giảm nhóm. Tà ba phân mét, năng kham có kết bình dòng nhóm lò lô lô đầm, cánh lô lô hòa, nâng cùng bưng trần hỏi quân hừng bì ba gòn Việt Nam. Chở quân lô lô hòa, mi giáo cài dòng ban quân, phân lại kinh rú rú tỉnh hát rằng, nhang quân lô lô đầm, mi giáo trầm si ban quân, phân lại kinh rú rú dòng huyền bảo lạc bảo lầm cào bằng. Lùng bản bánh ní phân lại là bước bưng nên văn hóa tháo sổng sở gòn từng lón cún. Hà ba đại bản bình kỳ nhóm có bưng nhà nghiên cứu có nhận danh chở quân lô lô lưng đầy lông gạt sàn. Bưng tháo sổng sở khòng chở quân lô lô đầm, mi màu đầm, đôi cắp phù nhín, ơi nón nung sở tình, màu đầm nhỏm trăm, má bóng chắp nà ớt. Song khen sở đầy dép té phải mốt đèn kheo lưng po me dịch cầu vón phải màu lá cằn tăng nạ ớt sở đầy tắp phải bó bóm dép té phải cánh bóm bỏm tăng lằng đầy tắp bưng bến phải máu cứt bình bưng ổ vùng các bưng húng bé sưng hôn khẩu mê nằm chính chào tình sở đầy táo phải đèn nâng cánh màu khèo quàng không phải há phần té dòng bến phải nạ ớt té kho sở lúng phủ những quân lô lô đầm nung dòng sở quàng mang lo đầy hắn bến phải té tăng lằng ma tăng nả cánh hằng xèo xào tính phải ní lò đầy hắng sùng sở dết hờ phủ những chăn hờn trang phục của nam giới dân tộc lô lô đen tháo sổng sở khoảng quân trai chở quân lô lô đầm áo hà bé sổng sở chở quân tài nùng quân trai lô lô đầm nung sở hí hót hổ kháu bóm sở mang quà hồ hằng khăn khăn đầy rách ngam tà nung trùng quảng tư tống khèn ngân tên mép tháo sổng sở lò pham mứ giỏi trang khoảng phủ những tắt nghiệp dành sở khòng phủ nhĩnh ăn năn lò nghệ thuật quyết tình hún chăn ngam sở tình tà va dẹp nắc nới quân sở nĩ cò hát tổ vầy hà tồn nỏi ẻo cứu manh bò khanh nghỉ phân nếp phần bùm có lót ó đành nung tấm sở lót bằng màu đao hứa co màu khèo xí lầm chú tàng chân tóng khèn vèn mưa khòng quân lô lô đầm đầy dép te ngấn bốt sút to dép chăn ngam nhăng lò tàng chân khá hở lú nhinh chơ bày ảo phồ quân lô lô lưng ba chơ tóng khèn vèn mưa ngân mi thể sắp đáy phì cánh báu tròn lum báu chép chày mảy hón cùng bưng tháo rồng sở khòng chở quân lô lô đầm báu thể thiếu đầy sỏi khó ngày tây nhăn nòi phù nhít lô lô đầy bóng hù chó hù cò đầy rét bòm tóng hù đùng bó tóng hù rét hờ phù nhít chân ngam hờn vèn mư đầy bưng nhìn xào lô lô mặc dù nhất mời quốc mi thể tứ lại hứ con nòi lá cần tư nỉu đầy cò đầy chu tàng chân rú tháo sầu sở khỏng quân lô lô có rét hở tháo sồng sở chân ngam lùng chân ngam giềng khỏng bom me trở nòi quân khu mì có hớ hình khu phí vật thể cánh bồng kiến tay rú khỏng bom me trở quân lô lô đầm tần hót tháo sồng sở ngân lang khỏng quân lô lô báo thể báo tần hót bàn cúc chân ngam
bàn cúp khẳng quân Lô Lô Đầm Sú, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, báo sức to lò tàng trương sáng chầm các bóc me cùng xình hoạt. Nhăn lò tàng trương vào khẩn, trang tìm trang mư, lung trang dệt ngam khẳng bức nghệ nhân văn hóa riêng khẳng quân Lô Lô. Chơ vài lò tàng chơ vài dệt bàn cúp khẳng quân Lô Lô, cúp khẳng quân Lô Lô đầm lò hú tế, cúp quàng hà xíp phần áo bòm rú nà, cúp lèm mi hà thèo chơ vài cốp sòng cánh phú cáp cằn lăng nằn trắng sủ bưng chơ ấn sàn cáp cằn sàn pin vòng bòm té tính cúp lung hót tàu còn giáo sao phần tăng cùng bàn cúp mi lớp bờ mày lò bờ mày sang mi bờ lùng đại tá khớ về cẳng đét cắn phần cun sàn cúp nhăn ầu phà bát ni lùng bái sớ tăng cùng trắng ầu mày vài sàn khẩn tính cúp bóng dệt mặt nà hở bờ mày sang báu cho tốt ó nhất lo mi lại mày sang đầy bú té tiền bàn cúp lung đầy xếp té cỏ sang đầm nhân bàn cúp khòn quân trai Lô Lô lò hú trà cỏ bé sơn bàn cúp khòn phồn nhính ha pha dệt ngai hờn nà nó khòn cúp đầy sàn ngam tà ao mày hang thú bòm vầy hờ mặn tăng cùng bàn cúp báu đại sách chăn ngam bé sơn cúp gòn cút nhìn vài sơn cúp cun Lô Lô đầm ao bơ cỏ mày mang hột cánh tầm lào tùm nắp gần lăng nằn lót ao nằm tùm hoát chơ hẹn miên bảo lường lăng chơ thó ó hờ khớm trắng lẹt sở cúp nà đại tá nằm rau chậu còn khăn tà lần óng bé sơn ta sơn sai cúp đầy xét té mày cánh lén mi lại mau phủ trái cun Lô Lô đầm chơ tư cúp đầy pín sai cúp mát tăng lằng nhăng cun nhìn cò hằng khăn xướp nán trắng tư cúp lim còn ngâm tà bờ cắp lông dệt nằn bàn cúp khòn chờ cun Lô Lô đầm mử hương nòi mọi bàn cúp khòn phủ nhín cun Lô Lô đầm đầy xét thóng bờn cánh mika té triển hương bản ngân tà va khai nghỉ bưng hề nhân hủ xét cúp gòn chở quân Lô Lô cỏ báu hình mi ót lại cánh cỏ thảo ké bàn cúp các bưng tháo sổng sở gòn quân Lô Lô đầm là nâng cùng nghệ thuật chân nam bưng tàng chân xú bàn cúp có mi tính thẩm mỹ mi nên chân nam rình gòn chở quân Lô Lô rú cào bằng kia đi ra đi. Người Lô Lô có một kho tàng rất quân Lô Lô mi chu tàng bay khắp bay xe chăn rừng nhất lo cùng bay khắp báo xào toa hít không mọi chớ cùng làng mi khé tắng phường ma giảm băng nhanh xào Lô Lô lưng mười khé ma bồng khắp tóc khàn nhanh xào chai báo bừng bay khắp bay xe rừng phá kham hạc kham rừng hở nhân xào trai báo mặc môn cằn
không biết từ bao giờ. Bố giúp té chết đời, tập đến cái lò tàng lút đìn để cái dết mà họ tàu khai khoảng trở quân lô lô. Quay bì dết dần hay nà nắc nới, khẩu mỏi nháp mượn lê hối bom he giống chú thổn bàn, có phản tánh hải trào tàng chân lút đìn đi. Khám trên lưng và tập én cái, mi té khám trên chai báo xuống mắc vả, cùng nham bài đình trình xuống mắc lùm, chai báo còm mắc nhanh xào, cánh mỏi chớ kín lào máu, chai báo cò. Chơ quân hạc quân rừng khoảng cháu tập én cái, cố khẽ là tập mư, lăng nỉ cò mi bên máy bèn, vài tập. Tập én cái vùng sùng bao lá rằng tập cò lồng rú vùng bên rồi, là tập én cái khẩn càng, bé rừng tắp cầu lùng en cái đầy rét té khùn cái vầy hở en cái chăn ngam khùn cái để lướt tròn té tổ cái po cánh cái thớn xe sơn đời về hở en cái tạp khẩn mi thể biển đắc hứ co biển trầm trong hò cắp quân tìn lò quân thầu hứ co quân nóm nói tạp en cái cần mi dòng quân cánh mi bính quảng và biết lại cung cần mi phình quang khoảng cung tin há xót bàn tin khoảng trầu én cái đáy bình khẩn sùng lim ngam tà rú phình tin quang từng đôi cò tắp én cái hở cằn bé dâng khá kham hạc kham sừng tòi bò mè hở vũ mơ trầu tắp én cái mi luật hà ba luật nì đáy bò mè cung lô lô tà ó và phủ nhím lùm lần ngam vài hở phủ trái khám nát rừng thàm nhanh rào ba xe bờ đối cắp quân lô lô lũ đình én cái bốc sức to lò tàng lũ đình ngân lăng nhằng lò lô nhanh rào chai báo so hù mắc môn khắp cằn bơ chặt tập én cái toi vòng ỏm lắm én cái bình dùng bé dưng tổn nục lũ đình đi và tập én cái xíp phút én cái bốc tốt lũng lò bưng đổi nhanh rào chai báo đi cái bình thổ bình mê từ tên nắn cò xa xáo và khỏ cằn cò bình thổ bình mê hà ba cùng mở trình chờ đìn en cái nhưng xào trai báo cho bảy chữ cháu tổ và báo dết đầy cò trí cho phát tay luật riêng bảo lác bón đầy hú họt lò phùng đìn nhăng mít lại cắt khó bón quân dần kiền rú ra cha nắc nới rú phùng sùng đèn tiền cắt khó bòm cắp rú nì lò bón đang bày chữ nên văn hóa ngân lăng chăn rừng bày chữ đèn nên văn hóa là lúc bùn cùng ha phóng nhằng đôi cắp quân dần rú nì ăn nằn lò kham trên hàng mử bờ rú nì ăn nằn lò vầy trung hông bùng kiền đê rú hàng mử gòn bom mè bừng hịt khoang ngân lang nằn để bày chữ bính thầy bòm gắp lúc bảo bè rụt lịch khẩn tình tìm chơi chí hô phân cướp bình nên văn hóa ngân lang chăn rừng rú nhì dệt chữ trầm không hút kháo trần mọi khé tán phường trơm hoa giảm bao lắc.